Những sự thật thú vị về rượu vang Mỹ trong thời kỳ đầu. Phần 1. Ngày nay, rượu vang Mỹ được xem như một phần không thể thiếu trong thế giới rượu vang. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chiều dài lịch sử phát triển, chúng ta ắt hẳn sẽ cảm thấy khá ngạc nhiên về tốc độ phát triển bí ẩn của rượu vang xứ sở cờ hòa. Chính vì thế, Daily Wine sẽ bật mí đến bạn những sự thật thú vị về rượu vang nơi đây trong những năm tháng đầu tiên, nhằm giúp bạn có thêm góc nhìn toàn cảnh hơn về sự vươn mình mạnh mẽ của rượu vang Mỹ. 1. Điều đầu tiên chính là Tổng thống Washington và rượu vang Madeira của ông ấy. Tổng thống Washington chính là người đầu tiên của nước Mỹ đã trưng cất rượu whisky cho riêng mình. Ông ấy cũng dành tình cảm đặc biệt cho rượu vang, đặc biệt là Madeira. Washington thường uống từ 3 đến 5 ly Madeira mỗi đêm sau bữa tối. Madeira là một loại rượu vang khá mạnh mẽ của Bồ Đào Nha, rất phổ biến trong thời kỳ thuộc địa, do thực tế là nó có thể tồn tại qua những chuyến đi dài trên biển mà không cần nhớ đến những thứ xa xỉ hiện đại như máy điều hòa nhiệt độ. 2. Sự kiện nâng ly trong ngày tuyên ngôn độc lập. Tiếp tục là Madeira với hình ảnh được mọi người nâng ly trong sự kiện lịch sử thành lập tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. 3. Cửa hàng rượu vang Honest Abe. Honest Abe được xem là một trong những người đàn ông được tôn vinh nhiều nhất vào ngày Tổng thống. Nhưng thực sự đây chỉ là tên của cửa hàng rượu đầu tiên của Tổng thống Lincoln mà trong những tháng ngày trai trẻ của năm 1833 ông đã lập ra cùng người bạn William F. Barry của mình. Khi đó, giấy phép quán rượu chỉ cho phép hai người bán khoảng nửa lít rượu vang hoặc rượu brandy của Pháp với giá $25, cũng như nửa lít rượu rum, rượu brandy đào hoặc rượu gin Hà Lan với giá $0.1875. Lincoln là một trong những người được xem có thú kinh doanh cồn chảy trong huyết quản. Ông lớn lên ở Kentucky, gia đình ông sống dọc theo North Creek và cha ông làm việc tại một nhà máy trưng cất rượu gần đó. Mặc dù có những mối liên hệ chặt chẽ với ngành kinh doanh rượu, nhưng bản thân Lincoln không phải là một người nghiện rượu, vì ông nói rằng rượu khiến ông cảm thấy bủn rủn tay chân. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!